Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh của mình Ngày hôm nay thì chủ nhật nên tranh thủ ngồi làm mấy clip này Bữa trước thì ở trên trang chủ đang diễn ra cái sự kiện đó là vót áp 5 sao để nhận ngay quà ngon này Thì đến hôm nay mình bắt đầu mới làm Và sau khi đã hoàn thành các bước trên đó thì mình gửi ảnh ở trên trang fanpage trên messenger Thì mình bắt đầu nhận được một cái code Và cái code này thì chủ dạy như là chỉ sử dụng cho một lần và chỉ sử dụng cho một cái account thôi và hầu như là cốt nào mình cũng sẽ chỉ dồn vào cho một cái account này của mình Còn account bên kia thì mình không dùng thì quà khi các bạn vót app 5 sao ở trên Google Play thì sẽ được như thế này nghìn kim cương ấy rất là nhiều đây cũng là một cách đều dạng như là quảng bá game lại bởi vì trước đó thì game đã bị gỡ trên Google Play rồi đợt này thì một loạt cái vót năm sao như vậy thì sẽ giúp cho game trở thành nhân nổi lên hơn ở trong Google Play để nhiều người biết đến này và hôm trước hôm trước thì có một người chơi cũng lên vip 18 rồi và chúng ta sẽ nhận được thêm một cái cốt nữa của người chơi vip 18 đó và đây, cứ khi có một người nào đó mà lên VIP 18 thì sẽ có một cái code chung dành tặng cho toàn bộ các server. Ok bây giờ chúng ta sẽ cùng nhập cái code đó. Thì chúng ta sẽ lại có thêm đó 500 kim cương nữa. Và kèm theo nữa là đang có cái một cái code fan cứng. Cứ mỗi tuần đến ngày chủ nhật thì nếu bạn nào mà chịu khó tương tác này, like này, share này với cả phản hồi ở trên cái trang fanpage như thế này thì các bạn sẽ nhận được đó là cái danh hiệu fan cứng và danh hiệu fan cứng này thì các bạn sẽ nhận được code này và cái code nó sẽ như thế này nếu bạn nào mà chịu khó tương tác thì mỗi tuần các bạn sẽ có được thêm đó là thêm kim cương với cả mảnh vạn năng rất là ổn luôn vậy là từ nãy giờ nhập thêm code là mình đã có thêm được 2.000 kim cương rồi và nếu bạn là vip 15 trở lên thì bạn sẽ nhận được đặc quyền đó là nhận được code fan cứng của mỗi tuần này lúc nãy mình vừa hỏi trên messenger xong thì nghe bạn sẽ phải làm theo hướng dẫn đó là gửi một cú pháp tin nhắn xong các bạn chụp ảnh lại thì các bạn sẽ nhận được cái code fan cứng vừa rồi chứ không cần tương tác để nhận huy hiệu fan cứng nữa trước khi đi đến với nội dung chính thì cùng ngó qua cái lần may mắn của mình ở đợt này mình đã chơi được 4 ngày rồi này và đợt này là rất là son đến được đó là cái mốc 10 mảnh và đang đỏ rồi thì nghe theo một số bạn đó là mình không lật bốn ô ở giữa nữa mình chỉ lật xung quanh thôi thế là cả hai cao của mình ấy thì cậu đã như là có rất là hên đó là khoảng hai ba lần thì mình đã lật được cái ô phần thưởng cao nhất rồi hiện tại thì tôi đã như là mình hận lật hên như vậy thì cũng được 40 mảnh của con Giatina rồi tính ra đợt này à, tuần thứ ba kiếm được mảnh S cộng cũng dễ hơn để làm phôi cho S này đó chính là tiêu 10.000 kim cương lấy một cái phôi nước của con Kio thì được à, 40 mảnh của Semin và bây giờ lật lại được thêm 40 mảnh của con Giatina nữa thì còn 3 ngày thôi là hy vọng là sẽ lấy được nốt đó là 20 mảnh đang đỏ này à, có thêm hên nữa thì được ở con Giatina thì cái sự kiện này thì gọi vẻ như là không nạp thì các bạn sẽ cần rất là may mắn thì có được một con S cộng ở trong sự kiện và chủ đề tiếp theo đó chính là định hướng tương lai dành cho những pokemon bậc S cộng này hiện tại phần pokédex đang có những pokemon như thế này và theo như thông báo đó là dự kiến nó vào cuối tháng 7 này sẽ cập nhật thêm nó diamond kyo này và có thể thêm một số S cộng khác này để bạn nào mà có muốn uh, dự định ở trong tương lai thì các bạn có thể tham khảo cái uh, nội dung của clip này vậy nội dung là gì mình sẽ phân loại ra theo kiểu mà pokemon này có khả năng tấn công có khả năng phòng thủ và có khả năng hỗ trợ chẳng hạn và đó là những S cộng của thời điểm hiện tại này và đến tương lai thì sẽ có những S cộng mới cũng sẽ kiểu dạng như là mang dạng như dạng công hoặc là dạng thủ và dạng hỗ trợ để các bạn có thể thay thế dần dần thì đây là một cái định hướng để kiểu dạng như là các bạn thay thế dần những S -cộng cũ để đến với những S cộng mới hơn và mạnh hơn để có thể cho team bạn có thể tốt hơn mình sẽ nói về những S cộng ở thời điểm hiện tại trước đã đầu tiên là về nhóm phòng ngự và các bạn sẽ thấy lại là, là mình sẽ xếp cho Kyurem ở trong nhóm phòng ngự mặc dù nó là một con thuộc dạng hỗ trợ này bởi vì là hiệu ứng khiên băng này hiệu ứng hoa tuyết của nó có thể chống chịu được những cái sát thương rất là lớn đến từ phía địch này Vậy nên là Kyurem này mình vẫn có thể xếp nó ở trong dạng phòng ngự được Và ngoài ra còn có cả TNC nếu các bạn nuôi lên sao cao nữa Thì cái khả năng tạo tường, tạo khiên để tạo thêm song thủ này Với cả nữa là hồi máu nữa Thì TNC với Kyurem các bạn hoàn toàn có thể xếp nó ở trong team để phòng ngự được Nhưng mà nếu mà nói đến những Pokemon theo dạng như là dạng phòng thủ ở trong game chính Thì chúng ta sẽ có đó chính là Giatina này Reshiram này, Luza này, Uh, Metro với cả con uh, Groudon Trong đó thì hai S cộng mà không để đáng đầu tư bây giờ Đó chính là Groudon với cả Luza Trừ phi là các bạn lên S Prime Groudon thì lúc đó mới đáng Còn không thì hai Pokemon này có thể loại ra được rồi uh, với Residam cũng tương tự như vậy uh, Chủ yếu là dành cho bạn nào mà đang đam mê Mega Charizard X thôi Chứ còn không thì Residam bây giờ cũng sẽ như là rất là ít người sử dụng Với không có quá nhiều cái tốt ở về sau Nếu các bạn hiểu như nâng lên 11 sau nó thì vẫn là mạnh này nhưng mà nhiều Pokemon khác vẫn tốt hơn để đầu tư và 2S cộng ở thời điểm này về phòng thủ đáng chơi hơn đó chính là Giatina với cả Memetro trong đó thì nếu mà khả năng chống chịu tốt hơn thì mình vẫn đánh giá rất là cao về Memetro bởi vì là nó có khả năng đó là hai lần kháng tử này kèm theo nữa là chết rồi nó sẽ bén thằng dạng nhỏ nữa vậy nên là nó có thể chống được những cái sát thương lớn đến từ phía địch nhiều lần hơn so với cả Giatina còn nếu mà đối những đối thủ mà kiểu dạng như là không có nhiều sát thương thì Giatina nó lại lầy hơn so với cả Memento bởi khả năng đó là có khả năng hồi phục kèm theo nữa là đốt máu và trừ nộ địch cũng rất là tốt vậy nên là mỗi Pokemon này nó sẽ có một cái tính năng riêng nhưng mà xét vậy theo những S cộng thủ bây giờ thì Memento với cả Giatina vẫn là uh, rất là ổn để các bạn có thể sử dụng nếu các bạn chưa có S tiếp đến tương lai gần thì chúng ta sẽ có đó là Zigade mặc dù Zigade là một Pokemon thuộc dạng hỗ trợ nhưng mà mình lại xếp nó vào cái dạng phòng ngự bởi vì là Zigade dạng 100% này nó sẽ phòng ngự rất là ổn và các bạn có thể chơi với Tim Tiên Đất Đá về sau với Mega TNC nếu các bạn không có Dragon Gordon hay là Zigade dạng 100% khi các bạn lên được 8 sao thì nó sẽ phòng ngự rất là trâu vậy nên Zigade này nó sẽ có ba cái dạng các bạn lấy được sẽ là ở dạng 100% và nó sẽ phân tách dần khi mà nó nhận một sát thương chí tử và càng ở dạng những dạng sau thì nó sẽ yếu dần đi nhưng mà tấn công nó sẽ tăng lên. Còn ở cái trạng thái 100% này thì sát thương nó không có quá nhiều, Tuy nhiên là phòng ngự của nó sẽ rất là trâu. Đây là một Pokemon các bạn có thể cho vào làm tăng được và đi cùng với team nào cũng được, chủ yếu là về sau đi cùng với team tiên đất đá, còn thời điểm lúc nó ra mắt thì các bạn cứ lấy nó theo kiểu một con phòng thủ thôi. Còn sau Zigade thì sẽ đến được đó là son Galeo. Chủ yếu là son Galeo nó sẽ đi cùng với tim thép là chính và lúc đó chính thức là sẽ gọi là tim thép. Còn bây giờ thì tim thép nó dạo như bị uh, phế rất là nhiều. Uh, chủ yếu uh, về sau khi son Galeo nhận ra như thế này rồi thì tim thép nó sẽ dựa vào son Galeo là chính bởi vì nó sẽ là một thành phần cân tim rất là tốt. Với những cái quả phản đòn rất là đau này cộng thêm cả những quả cầu lửa bắn rất là rát Son Galeo nó gọi là linh hồn của tim thép rồi Nếu bạn nào mà muốn sử dụng Son leo thì tốt nhất là nên đi cùng tim thép Với cả nữa là phải nâng nó lên 8 sao trở lên thì nó mới có hiệu quả Còn 4 sao của nó thì mình đánh giá nó cũng rất là cùi Còn nếu mà hướng về tương lai xa hơn nữa Thì chúng ta sẽ có đó Shiny Mega Tiranita. Đây là một Pokemon thuộc dạng tấn công Tất cả các chỉ số kiểu gì cũng chỉ dạng tấn công thôi Nhưng mà chủ yếu thì người ta sử dụng nó theo kiểu dạng phòng thủ Và bộ skill của nó thì cũng hiên thiên hướng về phòng thủ nhiều và nó sẽ có khả năng kháng tử đến tận 2 hoặc đến tận 5 lượt cơ tùy theo đó là nó được hành động nhiều hay không và Sani Mega Tidata nó sẽ là linh hồn của team tiên đất đá với cả Mega TNC, trở thành một đôi rất là đẹp luôn và nó sẽ ở dạng như là Sani Mega Tidata nó sẽ chống chịu được rất là tốt với cả những cái sát thương đến từ phía địch và như về team ma chẳng hạn bởi vì khả năng kháng tử của nó còn uh, sau Sani Mega Tidata, chúng ta sẽ có đó là một S cộng phòng thủ cực kỳ tốt rất là mạnh ở 4 sao đó chính là da magenta thì nó có thể chống chịu được những đòn tấn công rất là mạnh đến từ Necroma hay là Mega Mewtwo X chẳng hạn. Đó là hai con đam đang rất là tốt ở thời điểm bản tính chung hiện tại bây giờ. Tuy nhiên là da magenta vẫn rất là lâu mới có được và 4 sao gọi là quá là đỉnh về khả năng phòng thủ rồi. Tiếp theo thì mình sẽ nói đến nhóm hỗ trợ ở trong game sẽ có 6 Pokemon tiêu biểu như sau như Kyo này, Tianxi này, Ho-Oh này, Tiachi, Celebi với cả Sonia À, trước khi đó thì Giachi nó sẽ có một cái skin như thế này thì có bạn hỏi đó là skin nó sẽ cộng chỉ số như thế nào thì chỉ số của nó sẽ là cộng thêm 5% máu với cả 3% giảm sát thương nó tuyệt kỹ này trong này thì có Kyo với cả TNC thì, thì nếu hiện tại bây giờ nếu bạn lên được 11 sao và đi kèm với cả sơnia hay là Celebi chẳng hạn thì hai Pokemon này vẫn có khả năng sống sót và có thể là giúp ích được cho team còn nếu hai Pokemon này về sau xác định các bạn không lên S thì các bạn có thể bỏ qua luôn được rồi và đầu tư cho những Pokemon khác tốt hơn hô ô -oh thì như khi các bạn có được sẵn 4 sao thì các bạn nên lấy để sử dụng để tạo ra hiệu ứng đó là cái trứng hồi sinh còn đâu nếu không thì hô ô -oh cũng sẽ rất là khó để lấy nhất là thời điểm cứ gộp server thì cái khả năng lấy được mảnh hô ô -oh sẽ rất là khó vậy nên là có bộ ba hỗ trợ này đó là Ziachi Celebi với cả sơnia vừa dễ lấy còn vừa dễ chơi và mạnh về sau nữa trong đó thì trong vẫn được xếp thứ nhất so với trong vòng ba này và Celebi xếp thứ hai và Ziachi xếp thứ ba Ờ, ở, bản tiếng Anh hay là bản tiếng Trung bản tiếng Trung đi thì dần dần về sau đó là chỉ còn mỗi uh, Sonia với Celebi còn ở lại thôi còn Diachi thì ít sử dụng rồi trong đó thì Celebi cũng sẽ ít hơn so với Sonia và Sonia thì đi cùng với mọi team team nào cũng được có bạn hỏi đó là trong 2S cộng này thì nên lấy Pokemon nào thì lấy bây giờ có 20.000 kim cương một con mà hai cả hai con đều tốt thì lấy luôn cả đôi vẫn sẽ ổn hơn chứ phải đâu nhất thiết phải dùng một con còn nếu mà để đầu tư theo hướng lâu dài mà chỉ sử dụng một con thôi thì chắc là sẽ là Sonia rồi và tiếp đến tương lai gần thì chúng ta lại vừa nói đó là Zigade rồi. Zigade tại sao nó có khả năng hỗ trợ bởi vì là rất là nhiều hiệu ứng bất lợi đặt lên địch này, cả khống chế nữa này. Và ngoài ra thì nó sẽ hỗ trợ cho hệ dòng có sát thương cao hơn, hệ đất thì giảm sát thương đi nhiều hơn, hệ tiên thì được hồi máu nhiều hơn và hệ bóng tối thì tim địch sẽ bị giảm máu đi. Nói chung là các kiểu. Nên là Zigade vẫn là một Pokemon được xếp vào dạng hỗ trợ để các bạn có thể sử dụng và trong đó sẽ có một pokemon đó là victini một pokemon thuộc dạng phòng thủ tuy nhiên là mình lại xếp vào dạng hỗ trợ bởi vì là bộ skill của nó chủ yếu để đi hỗ trợ cho tim lửa là chính thôi tức nghĩa là đi theo kiểu hỗ trợ theo kiểu một tim thuần như vậy thì nó cũng sẽ ít có đất diễn ở những cái tim khác vậy nên là victini chủ yếu đi cùng với tim lửa và ra mắt để bổ trợ cho tim lửa là chính và cũng tương tự như vậy chúng ta sẽ có Manaphy Manaphy cũng sẽ là một pokemon nếu dạng nhân đi hỗ trợ dành cho tim nước là chính thôi và những bộ skill của nó chủ yếu là dành cho hệ nước vậy nên là Manaphy với cả Victini là hai Pokemon của dạng như là rất là khó để đi cùng với cả những team khác ngoại trừ hai team nước và lửa cho nên các bạn nên lưu ý về hai Pokemon này còn nếu mà đi cùng đúng team thì đương nhiên là nó sẽ mạnh hơn rồi chúng ta sẽ có thêm nữa đó chính là Magena Magena thì ra mắt sau Solgaleo sau để bổ trợ cho team thép và về sau sẽ là team tiên nó sẽ bổ trợ cho hai cái team đó rất là nhiều và team thép thì được đánh thêm một lần còn với team tiên thì có khả năng đánh nó là khống chế vậy nên Magena nó sẽ là một Pokemon rất là đa dạng và đa dụng luôn và thêm nữa đó là bộ skill của Magena Mặc dù là hỗ trợ nhưng mà cái sát thương bẫy của nó gây ra cực kỳ là kinh khủng Magena một Pokemon hỗ trợ cũng sẽ rất là tốt Và đi cùng như là cũng đa dạng team hơn so với những Pokemon kia Và sau đó nữa chúng ta sẽ có đó chính là con Luala Một Pokemon hỗ trợ Thực tính là hỗ trợ và chủ yếu là đi cùng với team ma là chính thôi Còn nếu không về sau các bạn sẽ cũng đi cùng với team siêu Bởi vì là bộ skill của nó hỗ trợ cho hay dành cho hai đệ đấy là chính Ma là chủ yếu Còn siêu chỉ là một ít thôi với Luala này thì với bạn nào mà đang đam mê team ma thì không thể thiếu được rồi nó gọi linh hồn của team ma rồi có khả năng đó là hồi sinh để tăng giảm thương này trong rồi tàng hình các kiểu nữa Thế nên Luala này một Pokemon hỗ trợ đi thuần team nó sẽ cực kỳ là mạnh còn về sau thì chúng ta sẽ có thêm nữa một Pokemon Mew Origin sẽ siêu linh và đi ra mắt để bổ trợ những bổ trợ dành cho Necroma là chính Mew Origin này như là cái khả năng nhây này cái khả năng phòng ngự của nó cực kỳ là kinh khủng luôn tại vì nó có rất là nhiều mạng sống và kèm theo nữa là nó có khả năng đó là bắt chước cái skill của địch giống như con Zoroark vậy và khi các bạn lên được 8 sao thì hồi xưa là mình vẫn hay nói đó là 8 sao của hỗ trợ thì luôn luôn tốt rồi nó sẽ giúp hồi sinh hai Pokemon của bạn khi mà nhận một sát thương trí tử và đồng thời là cứ sau hai lượt đó thì thì Pokemon nó được hồi sinh và trong cái thời gian hồi sinh thì nó vẫn được hành động cơ thế nên là Mew Origin cái khả năng hồi sinh của nó rất là đáng khi mà nó lên 8 sao thì đó chính là những cái Pokemon đến từ tương lai để các bạn hướng tới và bây giờ chúng ta sẽ đi về nhóm cuối cùng đó là nhóm tấn công có 6 Pokemon S cộng như thế này nhưng mà trước đó thì mình muốn nói đến Mega Rayquaza đã à, với Mega Rayquaza bây giờ thì nhiều bạn bảo là Mega Rayquaza nó đang bị ao meta rồi, nó bị yếu đi rồi nhưng mà nếu mà so với cả những S cộng đam thời điểm bây giờ mà ngay cả khi lên 11 sao thì Mega Rayquaza qua ra mình vẫn thấy rất là đáng sợ và mạnh à, bởi vì là cái sát thương của Mega Rayquaza qua gây ra, bây, bây ra ấy, so với những S cộng này thì mình vẫn đánh giá nó cao hơn rất là nhiều bởi vì nó còn kèm theo nữa đó là sát thương thực dựa theo song công của nó nữa thế nên đánh lên những Pokemon như là như Brian có đôn, nó vẫn sẽ thấm hơn rất là nhiều ngoài ra cái khả năng sinh tồn của nó như là những bay lên trời này hay tạo khiên này hay là những cái hiệu ứng đó là giảm nộ địch ngay từ lượt đầu hay là khóa nộ địch hay là thổi địch bay lên trời gây choáng thì Mega Rayquaza vẫn rất là nhiều cái tính năng luôn nhưng mà nếu mà chỉ chọn được một trong ba chẳng hạn thì lúc đó chúng ta sẽ mới cân nhắc đó chính là sẽ chọn SS nào thì lúc đó thì chỉ chọn được một trong ba thì đương nhiên là người chơi sẽ chọn được S mới hơn đó chính là Raymond Kyo nó vẫn sẽ nhỉnh hơn rồi xong bắt đầu đến Raymond còn Mega Rayquaza thì nếu bạn nào mà đam mê thì S vẫn là một Pokemon theo kiểu mà chơi được lâu dài và tiếp theo đó là nhóm tấn công 6 Pokemon đây, Pankia, Zekrom, Hupa, Jessek, Dianga với cả Evento thì mình muốn nói luôn đó là hai S cộng mà dạng như là các bạn nên tránh đầu tư ở thời điểm hiện tại bây giờ đó chính là Pankia và Dianga. Trong đó thì Zekrom bạn nào mà đã đang đam mê tìm điện thì có thể sử dụng và 8 sao nó thì có lẽ vẫn sẽ ổn nhưng mà cũng không để nhích được thêm trong một khoảng thời gian nữa đâu. Chắc là đến khi có thêm Zera nữa thì Zera nó sẽ ổn hơn để đi cùng với cả Zekrom nhưng mà cũng sẽ không còn hiệu quả rất là nhiều ở thời điểm sau đó nữa. Vậy nên là thôi, à, chúng ta bây giờ chỉ còn ba Pokemon Evental Zex với cả Kupa thì Evental nếu bây giờ các bạn đầu tư lên được 11 sao thì nó cũng sẽ rất là mạnh đấy. Nhưng mà nếu mà để đi được một khoảng thời gian lâu hơn nữa chẳng hạn hay là để kết hợp team thì Evental nó cũng sẽ bớt hơn dần rồi. Vậy nên là lúc các bạn lúc này các bạn đầu tư sao thì sẽ thấy đã mạnh hơn rồi. Nhưng mà dần về sau thì cái số lượng mạnh mà năng các bạn đầu tư vào cho nó thì cũng cảm thấy sẽ rất là tiếc dần. Vậy nên là chúng ta nên đầu tư vào những S cộng nào mà có thể hướng lâu dài hơn Thì có hai Pokemon S cộng Đó chính là Hupa với cả Giê sách thì mình vẫn đánh giá cao hơn Trong đó thì Hupa thì mình một sao Nếu các bạn mà có định hướng tương lai đó team ma về sau thì Hupa có thể có một slot trong đó và Hoopa 11 sao đi kèm với gian hỗ trợ tốt thì nó cũng sẽ là một Pokemon gây sát thương rất là ổn lên Diamond Gaudon với cả hàng phòng ngự bên địch Venezuela Hupa nếu mà các bạn để đầu tư 11 mùa sau cũng rất là ok Còn nếu không thì danh Sách là một Pokemon đam rất là tốt Và các bạn nếu mà hướng tới team thép về sau Về Son Galeo chẳng hạn thì danh Sách là một thành phần đam hỗ trợ cho team thép rất là tốt Team thép thì theo kiểu mà ít con có khả năng tấn công Thế nên danh Sách là một con tấn công chủ đạo của team thép rồi và hai x cộng này có thể đáng đầu tư lên 11 sao nhưng mà danh Sách thì chủ yếu đi cùng team thép Các bạn không chơi team thép thì có thể bỏ qua Còn với hupa thì vẫn phải dàn hỗ trợ đi kèm với nó nữa thì nó mới thể tốt được cũng sẽ rất là khó Vậy nên là chúng ta cứ nên đầu tư trước đó là những con Pokemon hỗ trợ lên 8 sao đã Và chúng ta lại xét đến tương lai gần tiếp Sau với 6 Pokemon S cộng đó thì trong đó vừa rồi thì mình còn nói đến nó là Zesek đi cùng với team thép này hoặc là Hupa đi cùng với cả Hiện tại bây giờ bộ ba hỗ trợ và về sau đi cùng với team ma thì Tương lai gần Đó chính là Zelda sẽ ra mắt à, Trong thời điểm sắp tới thì Zelda nó sẽ là một S cộng đam ổn này khả năng dây phòng thủ cũng rất là tốt khả năng khống chế cũng rất là ổn luôn và nếu lên 8 sao nữa thì các bạn có thể đi kèm với Jack Rome ở thời điểm hiện tại và tương lai về sau đó chính là Masadao với bộ skill mới của Zelda ở bản tiếng Trung anh đài thì nó sẽ khác hơn rồi còn với bản tiếng Việt thì bộ skill vẫn như vậy thì đương nhiên là Zelda nó sẽ là một cặp cùng với cả Masadao ở thời điểm sắp tới vậy nên Mas này nếu mà các bạn lấy được thì các bạn có thể đầu tư lên 8 sao để đi cùng với cả Jack với cả Masadao còn sau Zelda này thì chúng ta sẽ có được nếu mà cập nhật được đó chính là Asgenza để đi cùng với Diamond Qo. Thì Asgenza sẽ là một Pokemon S+, -cộng rất là đáng để lên 11 sao luôn để đi cùng Diamond QO. Như, như mình luôn nói đó là đi cùng với, với cả Diamond QO bởi vì nếu nó đi riêng lẻ ấy, thì uh, solo hay là cả 11 sao của nó cũng sẽ không được đánh giá cao đâu. Chỉ có Diamond QO mới giúp cho Asgenza mạnh hơn được thôi. Cho nên các bạn uh, nên lưu ý về vấn đề này. Còn với Masadao sẽ ra mắt thời thời điểm sau Zigade chẳng hạn thì Masadao là, là một S cộng rất là đáng để đầu tư lên 8 với cả 11 sao luôn. 8 sao thì nó có thể đánh bỏ qua được đó là sợi dây liên kết của Sonia này, đánh bỏ qua khiên được này. Vậy nên Masadao sẽ là một S cộng đam cực kỳ tốt ở thời điểm sắp tới. Và nếu các bạn chơi cặp cùng với cả Zelda 8 sao nữa thì đây sẽ là một bộ đôi rất là hot. Vậy nên Masadao sẽ là một S cộng đáng để các bạn đầu tư này. Asgard ra là một S cộng đáng để đầu tư này. Vậy nên với thời điểm bây giờ các bạn chưa đầu tư s cộng đam nào cả thì về sau các bạn sẽ có một số s cộng đam các bạn thể đầu tư lên 8 và 11 sao có thể sẽ rất hữu ích với cả mảnh vận năng của các bạn đang có thêm nữa tương lai xa hơn thì chúng ta sẽ có đó là Volcanion mục đích ra để bổ trợ dành cho tim nước lửa và đi cùng với cả Magena tạo thành bộ đôi pháo đài tuy nhiên là magenta uh, này đam cực kỳ là ảo theo kiểu mà sát thương gây ra chết lúc nào không biết đấy. nhưng mà nó cũng sẽ giống như là kén tim hơn tim lửa tim nước và tim Magena Nhưng mà có lẽ là Magina, uh, Volcanion nó hơi xa xôi một tí cho là mình chưa muốn nhắc tới Còn uh, Shiny Mega Gengar Một Pokemon ra chủ yếu là để bổ trợ cho anh trong team Ma Nhưng thực tế đây là một Pokemon theo kiểu mà rất là ít người sử dụng ở bản tính chung luôn khi mà nó ra, mới ra mắt và bị đánh giá rất là tệ ngay cả bây giờ cũng vậy nhưng mà nếu mà so với cả những S cộng cũ thì đương nhiên nó vẫn sẽ mạnh hơn rồi nhưng mà với một kiểu nào đó nó chỉ đi cùng với Tima thôi nên là nó cũng mà team ma thì có như là cũng nếu mà muốn mạnh thì cũng phải đầu tư rất là nhiều vậy nên là Sunny Mega Gengar này rất là ít người chơi nên là mình cũng không muốn các bạn hướng tới nhiều cho lắm chủ yếu các bạn kiểu cần đó là hai pokemon s cộng đam nào mạnh ở trong team mà được còn đâu đi bây giờ hỗ trợ và thêm một con tăng nữa là coi như các bạn sẽ có một đội hình hoàn chỉnh và nói về s cộng như vậy thôi để các bạn đầu tư nhưng mà mình thấy đó là các bạn vẫn nên hướng tới nó là có được SS ở trong team SS thì nó chơi rất là lâu dài Với cả Mega TNC các kiểu này Nó ra mắt cũng lâu rồi Hay là con Diamond uh, Golden Thì nó vẫn sẽ luôn có ở trong team của mình Còn uh, lúc ấy mình quên mất Ở trong trong tấn công thì sẽ có một Pokemon cực kỳ là mạnh Để có thể đạp đổ với ra Với cả Masadao ở vị trí tấn công số 1 Đó chính là con Necroma Cực kỳ là mạnh khi nó 11 sao Nói chung là phải lên 11 sao thì nó mới mạnh thôi Còn dưới 11 sao thì xác định luôn Là các bạn sẽ khó sử dụng Necroma lắm mà khi lên được rồi thì các bạn sẽ thấy, cảm thấy đó là necroma quá là mạnh nhưng mà nó sẽ bị xoán ngôi bởi s mega Mewtwo x chơi game này thì xác định luôn đó là s cộng mới ra thì bao giờ nó cũng sẽ nhỉnh hơn s cộng cũ rồi còn đâu uh, các bạn có thể tham khảo bản tiếng anh và bản tiếng Trung để xem là những s cộng nào có thể hướng tới kiểu như là đi được trong một khoảng thời gian lâu để mình còn có thể đầu tư sao vào được thì lúc đó thì các bạn sẽ kiểu như là đỡ tiếc hơn cái mảnh bạn đang đã bỏ ra đấy là trong trường hợp các bạn đều dạy như là ít nạp vào trong game còn nếu các bạn nạp vào rồi thì mình nói thật chứ ở bản tiếng trung ý, hay bản anh chẳng hạn những đại gia vừa con nào ra mắt chẳng hạn lên 11 12 sao luôn và về sau phát lên zmu luôn thì đó là một cái lối chơi khác rồi đó là tiền là meta còn nếu mà chúng ta mà ít tiền thì chúng ta sẽ phải lựa chọn theo kiểu mà rất là đắn đo thì đó là một số cái lựa uh, cái gợi ý của mình để các bạn có thể tham khảo